Thưa Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Tuệ Tường, xin hai Thầy từ bi giải thích về việc người thân không được đụng vào thân thể người chết trong 8 tiếng sau khi chết và không thay quần áo cho người chết, vì nếu làm như thế sẽ làm cho hương linh dễ nổi giận. Vậy quan điểm trên có đúng chánh pháp và có đúng như lời Phật dạy không ạ? Con xin tri ân công đức hai thầy. Nếu sư nhớ không lầm thì Hòa Thượng Thanh Từ á, cũng có nói là cái này nó thuộc về cái quan điểm của Tây Tạng, quan điểm của gọi là dân tộc Tây Tạng, chứ nó cũng không phải là quan điểm Phật giáo nữa. Nghe, nói thẳng là đó là thuộc quan điểm Tây Tạng chứ không phải quan điểm Phật giáo. Và sau khi mà Phật giáo du nhập qua Trung Hoa thì có sự pha trộn các cái văn hóa địa phương. Từ đó đó, một số cái phong tục và văn hóa của Tây Tạng du nhập vào trong Phật giáo. Từ đó là người ta có nhiều cái phong tục, và trong đó có cái tập tục là người chết là để lạnh, hoặc là cho tới chừng nào lạnh thì lúc đó là mới đem đi gọi là đem đi mai táng. Còn trước đó thì người chết sẽ chia ra là bao nhiêu cái thức á, như là lục thức thì phải đó, rồi từng cái thức đó nó sẽ tái sanh từ từ. Nó sẽ ra từ từ chứ nó chưa có ra hẳn. Thì đó là quan điểm của người dân Tây Tạng nha, chứ sư không nói người dân Trung Quốc nha. Bây giờ Trung Quốc và Tây Tạng là cũng khác nhau á. Nó thuộc quan điểm người dân Tây Tạng. Cho nên là chúng ta phân biệt, thì chúng ta theo Phật giáo thì chúng ta không cần phải lưu tâm và để ý đến cái này. Chúng ta chỉ cần biết đâu là lời gốc của Phật dạy, đâu là những thứ sau này được trộn lẫn và thêm vào ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.